Cảm ơn huynh chánh ngộ. Con kính lễ sư trí đức, kính lễ quý chư tôn đức tăng ni, kính chào quý anh chị. Để bắt đầu buổi sinh hoạt Phật pháp, chúng tôi xin tất cả lắng tâm thanh tịnh để cùng chúng tôi lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagavā Buddhang Bhagavan Tang Apivadeyami Svakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppattipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami. Cội Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng, con xin lại đấng đại hùng rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bác thánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân, chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành, hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh, đức vô song tứ thánh sa môn, thừa hành di giáo Thế Tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang Dhammang Sanghang Namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là xong cái phần lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Bây giờ thì chúng tôi xin đi vào đề tài để nói chuyện ngày hôm nay. Đó là tiếp tục cái cuốn sách Thiền Quán Niệm Hướng Dẫn Thực Hành của Ngài Tỳ Khưu Analayo. Hôm nay chúng tôi sẽ xin chia sẻ chương thứ 5 của cuốn sách đó, nói về quán niệm về sự chết. Thì như thường lệ, chúng tôi có nhờ chị Nhật Quỳnh cũng một số anh chị khác thỉnh thoảng đưa cái link vào trong room, thông báo vào trong room. Và trong đó có link đưa đến một cái trang web mà chúng tôi có đưa một cái dàn bài, cũng như một số những cái hình ảnh minh họa, biểu đồ. Thì anh chị nào vào được thì xin cho số 1 hoặc là cái bông hồng. Hoặc là thỉnh thoảng nếu mà thấy đường truyền vẫn còn tốt, nghe liên tục, thì cũng xin cho cái bông hồng hoặc là số 1 để chúng tôi biết. Thì hôm nay chúng tôi xin tiếp tục cái bài nói chuyện, một loạt bài nói chuyện mà có lẽ sẽ tiếp tục còn khoảng 4 năm tuần lễ tới, khoảng 2 tháng nữa, khoảng tháng rưỡi 2 tháng nữa, để cho xong cái phần trình bày giới thiệu cuốn sách này. Và cũng là lúc mà chúng tôi đọc, dịp chúng tôi đọc, suy gẫm, thực hành, rồi xong đó chia sẻ. Thành thử cũng không dám nói là mình hiểu hết hoàn toàn, nhưng mà cũng là tạo cái đề tài gợi ý để chúng ta có biết thêm một ít, thêm một cái kiến thức về pháp môn quán niệm dựa theo bài kinh Lập Niệm Satipatthana Sutta, bài kinh số 10 ở trong Trung Bộ Kinh. Bây giờ thì mời các anh chị đi vào cái hình đầu tiên, đưa cái mũi tên vào cái hình đầu tiên. Hình đầu tiên này cũng như thường lệ, có những cái hình đầu tiên thì chúng tôi sẽ chỉ là ôn lại, ôn đi ôn lại để chúng ta nhớ. Thì là nói về cái cuốn sách Satipatthana Meditation, A Practice Guide, Thiền Quán Niệm Hướng Dẫn Thực Hành, mà Ngài mới vừa xuất bản năm nay, khoảng tháng 8 vừa rồi, khoảng 2 tháng trước thì chúng tôi có đặt mua. Thì cuốn sách này là một trong những cái loạt những cuốn sách mà Ngài Analayo viết soạn ra trong khoảng từ năm 2000 tới bây giờ, tức là khoảng 18 năm qua. Cái đầu tiên thì Ngài lập
cái luận án tiến sĩ ở Sri Lanka phân tích chi tiết bài kinh Satipatthana Sutta. Bản luận án tiến sĩ này được nhiều người khen ngợi và cho xuất bản thành sách và được tái bản nhiều lần, rồi cũng được dịch ra nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt mà anh Nguyễn Văn Ngân, anh đã ở Canada, một cư sĩ dịch giả ở Canada, anh có dịch ra và có xuất bản ấn tống tại Việt Nam hồi năm ngoái, và chúng tôi cũng có giới thiệu ở trong room. Thì cuốn sách đó hoàn toàn dựa theo những cái nguồn kinh điển cũng như về những cái tài liệu Pali. Nhưng mà sau khi hoàn tất luận án tiến sĩ rồi thì Ngài tiếp tục cái công trình nghiên cứu của mình. Ngài học thêm tiếng Tây Tạng và tiếng Hoa, tiếng Hán cổ để có thể đọc được một số kinh điển ở trong nguồn thư Phật giáo Tây Tạng cũng như ở Phật giáo Trung Hoa. Và đặc biệt là cái nguồn Kinh A Hàm được xem như là tương đương với lại bộ Nikaya của Nam Truyền. Rồi Ngài tiếp tục viết ra một cái cuốn sách khác xuất bản gọi là Những quan kiến khác nhau về Satipatthana. Tức là Ngài dựa vào bản kinh Pali nhưng mà so sánh đối chiếu với lại cái nguồn A Hàm của Hán Tạng và một vài bài kinh trong thư viện của Phật giáo Tây Tạng. Rồi sau đó thì Ngài tiếp tục cái công trình nghiên cứu đó. Ngài cũng xuất bản nhiều cuốn sách khác nữa, có những cái đề tài khác nhau mà chúng tôi có thỉnh thoảng có đưa ra để mà trình bày giới thiệu trong room. Và cuốn sách mới nó nhất này thì là một cuốn sách cũng dựa theo cái tinh thần Satipatthana nhưng mà nghiêng về cái phần thực hành nhiều hơn. Tức là bây giờ Ngài cũng trở lại cái nguồn kinh điển Pali. Ngài lấy cái bài kinh đó và dựa theo kinh nghiệm của Ngài viết ra cuốn sách này. Bởi vì ngoài Ngài Analayo, ngoài pháp học, Ngài cũng giỏi về pháp hành. Ngài cũng là một thiền sư, có hành thiền nghiêm túc và đồng thời cũng mở nhiều khóa giảng hướng dẫn hành thiền ở khắp nơi trên thế giới. Thì dựa vào cái kinh nghiệm đó, Ngài soạn ra cái cuốn sách này. Cuốn sách này thì nặng đặt nặng về vấn đề thực hành, về hành thiền nhiều hơn là về phần lý thuyết kinh điển. Ra không có, Ngài chỉ trích một số những cái bài kinh nhưng mà không có ghi vào trong đó để nó làm rối ren cuốn sách, mà Ngài đưa ra viết rất là thực tế để người đọc có thể thực hành được. Và Ngài cũng khiêm tốn nhưng mà Ngài cũng nói rất rõ là Ngài không có ý gọi là đưa ra một cái phương pháp nào mới để tạm gọi là cạnh tranh, nhưng mà để cái ý của Ngài là chỉ là để làm phong phú thêm cho cái sự hành thiện của người Phật tử chúng ta. Ngài chỉ là những đề nghị dựa theo kinh nghiệm và sự hiểu biết của Ngài thôi, Ngài đóng góp vào nó, góp phần vào trong cái lĩnh vực hành thiện. Anh thử ra Ngài đề nghị là chúng ta thử như thế nào, rồi có thể sau đó rồi có thể tùy nghi thay đổi biến chế cho nó thích hợp với lại cái cá tính cũng như cái hoàn cảnh của mỗi người. Ngài nhấn mạnh cái điều đó, đây chỉ là gợi ý thôi. Và thời Ngài cũng có cho quảng bá một loạt 7 bài hướng dẫn bằng tiếng Anh có thu âm, có đưa lên trên mạng mà chúng tôi tải về ra một mặt thì chúng tôi đọc cuốn sách, đọc từng chương suy ngẫm, rồi sau đó rồi chúng tôi nghe cái lời hướng dẫn mỗi ngày, xem như là mỗi tuần trước khi trình bày một cái đề tài dựa theo cuốn sách thì chúng tôi làm thử trước mỗi ngày 2 bận nghe, rồi mình coi hành thiền thì mình theo cái hướng dẫn của Ngài. Thì chúng tôi cũng có giới thiệu với một số bạn đạo ở trên Facebook, thì một số các anh chị đó có nói rằng nhiều khi nghe khó nghe. Thứ nhất là nghe tiếng Anh đã khó rồi, mà lại nghe cái giọng tiếng người Đức mà nói tiếng Anh theo cái bạn dầu Ngài rất giỏi, nói giỏi, nhưng mà phải quen thuộc thì mới nghe được, mới hiểu được. Thành thử ra có đề nghị là chúng tôi phiên dịch ra tiếng Việt, thì chúng tôi thấy rằng
phiên dịch thì cũng hơi khó, ra chúng tôi gọi là biên dịch thì nhiều hơn, tức là nghe nghe cái lời hướng dẫn tiếng Anh của ngài Analayo thử thực hành trước, rồi sau đó bây giờ thì mỗi tuần như vậy thì chúng tôi có tóm tắt lại hướng dẫn để gợi ý các anh chị có thể thử thực hành như thế nào. Cũng hy vọng trong tương lai sẽ có người phát tâm ra dịch ra tiếng Việt để mà phổ biến rộng rãi hơn. Riêng bản thân chúng tôi thì chưa có cái ý định đó, bởi vì dịch khó lắm chứ không có dễ đâu. Chúng tôi chẳng hạn như cuốn đầu tiên là cuốn Satipatthana, The Direct Path to Realization, chúng tôi có ấp ủ đề nghị khuyến khích nhiều người dịch trong hơn 10 năm qua mà không có thành công. Mà tới khi mà cái duyên nó chín mùi rồi thì có anh Ngân ở Canada phát tâm dịch, chúng tôi rất là hoan hỷ và ủng hộ, hoàn toàn ủng hộ chuyện đó. Rồi cũng hy vọng trong tương lai sẽ có một vị nào đó phát tâm dịch cái cuốn này sang tiếng Việt để phổ biến. Mà riêng bản thân chúng tôi thì xin thành thật và nói chưa có cái ý định làm chuyện đó. Bây giờ trở về cuốn sách Thiền Quán Niệm Hướng Dẫn Thực Hành. Cuốn sách này gồm có 9 chương. Đầu tiên là phần introduction, phần dẫn nhập, giới thiệu về cũng như giải thích lý do tại sao có cuốn sách này nó ra đời. Xong đó, sau đó là có hai cái chương đầu tiên là tóm tắt nói lại những cái điểm chính trong cái bài kinh Satipatthana Sutta. Từ chương 3 trở đi cho tới chương 9 thì mỗi chương là một đề tài, một đề mục để mà hướng dẫn chúng ta hành thiền. Ba cái chương đầu tiên từ chương 3 đến chương 5 là để quán thân. Chương thứ 6 là để quán thọ, chương 7 là quán tâm, chương 8 và chương 9 là quán pháp. Trong quán pháp có hai đề mục mà ngài đề nghị, tức là quán về các triền cái và quán các chi phần để đưa đến giác ngộ, tức là bảy giác chi, thất giác chi là chương chính. Và cuối cùng có phần tóm tắt kết luận. Thì đó là cái dàn bài của cuốn sách. Bây giờ mời các anh chị qua cái hình tiếp. Chúng tôi xin đi vào cái dàn bài của cái chương mà chúng tôi sẽ trình bày ngày hôm nay. Chương 5 của bài nói chuyện hôm nay là quán về sự chết, hay là chúng ta thường hay quen cái chữ niệm chết, nhưng mà ở đây chúng tôi dùng quán về sự chết, dịch cái chữ mortality. Đôi khi chúng tôi dùng chữ tử vong nữa, cũng đang lúng túng không biết dùng dịch như thế nào nghe cho nó ổn, nhưng mà cũng tạm thời mình dịch như vậy trước đi. Thì trong cái phần này có những đoạn nói về niệm chết, rồi ngài hướng dẫn chúng ta thực hành như thế nào. Rồi sau đó ở đây thì ngài có bổ sung thêm một phần dựa trên niệm cái tử thi sình thối trong một đoạn trong bài kinh Sutta mà Satipatthana Sutta, nhưng mà ngài thêm vào cái phần quán hơi thở để mà chúng ta niệm chết, dựa theo hơi thở niệm chết để làm chi, để chúng ta có thể đối diện với cái chết. Cái chết là chắc chắn, nhưng mà chúng ta chỉ không biết là chết lúc nào thôi, là chúng ta phải sửa soạn. Rồi ngài nói về cái chương trước á, như tuần rồi chúng tôi trình bày đó, để Đức Phật có dạy chúng ta phải quán bốn đại như thế nào: đất, nước, lửa, gió. Bây giờ chúng ta áp dụng vào cái đó, dựa vào cái kinh nghiệm đó để mà chúng ta nhìn qua cái nhìn về sự chết, bốn đại tan rã và trở về bốn đại như thế nào. Chúng ta thường hay nói cát bụi trở về cát bụi. Rồi lúc cái chương nào ngài cũng nhấn mạnh cái chữ thực hành rộng mở, tức là chúng ta áp dụng vào trong mọi cái tình huống, mọi cái hoàn cảnh trong cái sinh hoạt hàng ngày như thế nào, chứ không phải chỉ có ngồi cái buổi ngồi thiền chính thức ngày 2 buổi thôi, nhưng mà ngoài đó thì chúng ta còn phải sinh hoạt thì chúng ta áp dụng như thế nào rộng mở. Rồi rồi có cái phần tóm tắt và kết luận, thì đó là cái dàn bài của chương 5 ngày hôm nay, quán về sự chết. Rồi mời các anh chị qua cái hình tiếp. Hình này thì chúng tôi lặp đi lặp lại nhiều lần là bởi vì quan trọng để chúng ta nhớ, chúng ta nắm bắt cho nhớ. Người Phật tử chúng ta thì
lo nhiều chuyện gia đình, chuyện cơm áo gạo tiền này kia bận rộn, thành ra chúng ta cứ ôn đi ôn lại những cái điểm căn bản. Đây là nói về cái cấu trúc của bài kinh Satipatthana Sutta, bài kinh lập niệm. Đây là bài kinh niệm xứ, bài kinh số 10 của Trung Bộ Kinh. Chúng ta đi từ phía dưới lên trên. Đầu tiên Đức Phật khẳng định bốn pháp lập niệm này là con đường trực tiếp đưa đến giác ngộ giải thoát. Khẳng định như vậy. Rồi Ngài định nghĩa thế nào là lập niệm? Lập niệm ở đây tức là dựa trên quán thân thọ tâm pháp. Và quán như thế nào? Chúng ta phải có nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tam ưu ở đời. Và có bốn cái yếu tố nó phải đầy đủ như vậy thì mới gọi là chánh niệm. À, chúng ta nhớ ha, diệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tham ưu ở đời. Rồi sau đó thì Ngài đi vào từng cái đề mục trong cái bài kinh Satipatthana Sutta. Thường thường thì chúng ta chỉ nói để thân thọ tâm pháp, nhưng mà nếu chúng ta phân tích chi tiết bài kinh thì thấy rõ ràng là Đức Phật đề cập đến 21 đề mục. Trong đó về phần thân có 14 đề mục, phần thọ là 1 là 15, phần tâm là 16, rồi cộng thêm 5 cái đề mục khác ở trong phần pháp nữa là 21 đề mục. Chúng ta nhớ như vậy. Khi nói về trong cái tinh thần bài kinh Satipatthana Sutta, không phải chỉ là thân thọ tâm pháp thôi, nhưng mà trong bốn cái lĩnh vực đó, bốn cái sự lập niệm đó thì có 21 đề mục. Có nghe được vậy không? Khi mà Đức Phật giảng về từng đề mục thì Ngài lặp lại, nhắc lại chúng ta phải quán như thế nào, lặp đi lặp lại 21 lần như vậy. Thì cũng giống như một cái bài hát có cái phần điệp khúc, thành nữa là Ngài dùng cái chữ refrain, tức là điệp khúc, giống như một cái bài bố cục của một bài hát. Phần điệp khúc thì rất là quan trọng, bởi vì sau khi Ngài giải thích, Đức Phật giải thích từng đề mục thì Ngài nói chúng ta phải biết quán bên trong bên ngoài, bên trong lẫn bên ngoài. À, tức là phải quán mình và quán người để có cái sự thông cảm giữa mình và những cái đối tượng, những người xung quanh. Bởi vì mình sống trên đời là phải tiếp xúc, liên hệ luôn luôn liên tục với tất cả những người xung quanh. Rồi chúng ta phải biết, có sự thông cảm hòa đồng. Mình sao thì người ta như vậy chứ không có gì khác biệt. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là phải quán, thấy cái sự sinh và diệt của đối tượng, của đề mục. Và sinh lẫn diệt thay đổi như thế nào, và cái nguyên nhân nào cho nó sinh, nguyên nhân nào cho nó diệt, mình phải hiểu, chứ không phải chỉ đó là một cái điểm quan trọng. Và chúng ta chỉ quán thấy như vậy thôi, chứ không có đánh giá, không có chạy theo đuổi là từ cái ý tưởng này là miên man lên tới cái ý tưởng kia. Cái đó là cái điều chúng ta cẩn thận cho thấy nó là như vậy. Cái điều này khó nhất là khi mà chúng ta quán những cái đối tượng mà chúng ta không thích, chẳng hạn như quán những cái bộ phận ở trong cơ thể, tim gan phèo phổi tóc lông móng răng da, cái tự nhiên cái mình đánh giá, mình sợ và ghét và ghê tởm, cái đó là phải coi chừng. Mình phải quán một cách khách quan bình thản, cũng khó nhưng mà phải tập. Như chút, chút xíu để chúng tôi trình bày sự chết, có nhiều người không muốn nghĩ tới, nghĩ tới là sợ, nghĩ tới cái thây ma, cái thân xác nó rửa thối là sợ. Thì chúng ta phải canh chừng cái tâm, cái tưởng của mình. Chúng ta chỉ biết là lên thuần và chúng ta phải nhìn liên tục như vậy. Thành ra nó không phải dễ, khó lắm. Ngay cả bản thân chúng tôi cũng không dám nói là đã thành thạo được. Mình chỉ đó là cái coi như là cái tiêu chí, cái tiêu chuẩn để mình cố gắng đạt tới thôi. Chứ mình cũng còn là người phàm, cũng đủ thứ chuyện mênh mang, đủ thứ mọi ý tưởng ở trong đầu ấy. Rồi cuối cùng khi mình hiểu được như vậy rồi á, thì mình sống độc lập, không nương tựa, không chấp trước, không có bị tham ưu ở trên đời. Cái điều đó khó, nhưng mà phải nhắm tới. Rồi đó, mình thấy đó là cái kết quả, cái mục đích của từng khi quán từng đề mục. Rồi sau khi thông suốt như vậy, trong bốn lĩnh vực thân thọ tâm pháp như vậy, thì Ngài khẳng định là một cái người mà làm được như vậy, trong 7 năm, 7 tháng, 7 ngày, hoặc là trong kinh A Tạng A Hàm còn nói trong một ngày một đêm thôi, nhưng mà làm liên tục mà thành công thì người ấy đạt được một trong hai quả cao nhất là quả nhất lai, hoặc xin lỗi, quả bất lai và quả A La Hán. Ra mình thấy cái bài kinh quan trọng, và vì vậy mà chúng ta thấy Chư Tăng thường hay đem ra giảng giải, và những khóa thiền các vị thiền sư thường giảng giải hướng dẫn dựa theo tinh thần của bài kinh này. Quan trọng.
Nhưng mà chúng ta nhớ không có dễ. Chúng ta là những người phàm nhân, hay bản thân chúng tôi là một phàm nhân, đủ thứ chuyện trên đầu, tạo đủ thứ nghiệp. Thành thử ra không có đơn giản. Chúng ta phải biết này, con đường còn dài lắm, nhưng mà chúng ta phải biết cái hướng đi. Rồi mình đi, không đi thì không đến, nhưng mà đừng có vội vã, đừng có chủ quan. Mình phải nhìn, phải có những khó khăn, mình phải biết vượt qua như thế nào. Rồi Đức Phật, để kết luận, Đức Phật lặp lại. Đây, bốn pháp độc niệm này là con đường trực tiếp đưa đến giác ngộ giải thoát. Thì đó là cái cấu trúc của bài kinh. Các anh chị còn nghe được chứ? Bây giờ mời các anh chị qua cái hình tiếp là hình số số 7. Trong cái hình này thì Ngài phân tích bài kinh Satipatthana Sutta của Trung Bộ và so sánh với hai bài kinh tương đương ở Tăng Nhất A Hàm và ở Trung A Hàm. Tăng Nhất A Hàm trong Hán Tạng thì xem như tương đương với Tăng Chi Bộ của Nikaya, và Trung A Hàm thì xem như là tương đương với lại Trung Bộ Kinh của Nikaya. Thì Ngài thấy tương đối là trong cái bài kinh trong Trung Bộ là đưa ra nhiều cái đưa ra nhiều cái đề tài đề mục nhất. Trong hai cái bài kinh kia của Hán Tạng thì cũng tương tự như vậy, nhưng cái đề tài, những cái đề mục tương đối ít hơn. Rồi Ngài mới so sánh như vậy thì Ngài rút gọn lại, đề nghị chúng ta thử bảy đề mục thôi. Và chúng ta thấy bảy cái đề mục này đều nằm ở trong ba bài kinh, trong Nikaya cũng như bên A Hàm. Tức là về phần quán thân thì Ngài Địa Ngục đề nghị chúng ta thử ba đề mục: quán các bộ phận cơ thể mà chúng tôi đã có trình bày lúc trước, quán về tứ đại đất nước lửa gió chúng tôi có trình bày tuần rồi, rồi hôm nay sẽ trình bày về sự chết hay là tử thi. Thứ tư là chúng ta qua phần thọ thì giống nhau, tức là quán những cái trạng thái, cái cảm thọ, thọ lạc, thọ khổ, thọ xả như thế nào. Qua đề mục thứ năm, quán về tâm, về những cái trạng thái của tâm thì cũng vậy, chỉ một đề mục thôi và tương đối giống nhau cả hai nguồn kinh điển Nam truyền và Bắc truyền, tức là cái tâm tham, tâm sân, tâm si như thế nào, tán loạn hay tu hẹp, và tâm vô thượng hay tâm thấp hèn, chúng ta phải biết nhìn. Qua phần pháp thì Ngài đề nghị chúng ta hai đề mục. Thứ nhất là chúng ta phải biết những cái trở ngại, dầu cho chúng ta hành thiền, gọi là thiền tuệ, thiền định, thiền an chỉ, thiền minh sát gì đó, thì chúng ta cũng phải biết đa số chúng ta, phải hầu hết chúng đều phải vấp phải những cái trở ngại trong tâm. Thường thường là nói là năm cái ngăn che, Đức Phật có nói chúng ta phải biết vượt qua, phải quán năm triền cái. Và cuối cùng là chúng ta phát triển hay là thấy được tiến trình sinh, phát triển cái bảy cái chi phần đưa đến giác ngộ như thế nào, thất giác chi. Thì đó là bảy cái đề mục mà Ngài đề nghị, thì Ngài chia làm, đưa ra làm bảy chương ở trong cuốn sách của Ngài. Thì chúng tôi sẽ cố gắng trình bày trong những tuần lễ vừa qua cũng như những tuần lễ sắp tới, chỉ giới thiệu thôi, chứ cũng không dám nói là mình thông hiểu hoàn toàn hoặc là mình thuần thục cả bảy pháp này, không dám nói. Chỉ là mình tập tới đâu thì mình có cái kinh nghiệm nào thì mình chia sẻ tới đó thôi, rồi mình tiếp tục tập tiếp. Thì đó là bảy cái đề mục trong bốn lĩnh vực thân, thọ, tâm, pháp. Bây giờ mời các anh chị qua cái hình tiếp nữa, cũng là cái hình cũ nhưng mà chúng tôi thấy quan trọng, cần phải chúng ta nhắc đi nhắc lại để mà chúng ta nhớ. Thì Ngài đưa ra một cái điều mà chúng tôi rất tâm đắc, thì ra chúng tôi dịch tới đây, thế là Ngài nói các khía cạnh chính của sự thực hành Satipatthana, sự lập niệm, được mô tả trong đoạn định nghĩa và điệp khúc của bài kinh lập niệm Satipatthana Sutta, đừng dịch là kinh niệm xứ, nhưng mà chúng tôi dựa theo tinh thần của các cái bài kinh bản dịch tiếng Anh thì chúng tôi dịch ra, tạm dịch ra, tạm gọi là lập niệm thay vì niệm xứ. Có thể tóm tắt như chỉ ra sự cần thiết phải kết hợp nỗ lực quan sát bên trong và bên ngoài của bất cứ sự kiện nào trong tầm tay, tức là bất cứ cái đề mục nào mình chọn, mình phải biết
mà mình phải có cái nỗ lực nè, phải sự cố gắng ở trong đó, chứ không có thể mà làm một cách buông xuôi. Không, ra mình phải nhớ cái đó, phải có nỗ lực quan sát bên trong và bên ngoài của bất cứ sự kiện nào trong tầm tay, với hiểu biết rõ ràng về bản chất vô thường của nó. Khó lắm. Nhiều khi mình không phải chỉ lấy một đề mục nào đó, là không phải mình chỉ suy nghĩ hay là mình chỉ quán theo trong cái thời gian 30 phút ngồi thiền thôi đâu. Nhiều khi mình phải suy tư cả ngày, rồi những cái sự suy nghĩ, sự hiểu biết đó nó thấm ở trong tâm thức. Tới khi mình ngồi, mình khép mắt lại, mình ngồi theo dõi đối tượng thì mình mới hiểu được. Rồi ra mình không phải là mình chỉ sống ở trong cái giờ phút ngồi thiền thôi, nhưng mà mình thấy mà dụ như mình chọn một cái đề mục nào đó thì mình phải để ý suy tư, suy nghĩ, động não trong ngày, trong những cái sinh hoạt hàng ngày, thì từ từ nó mới thấm, mình mới thấy kịp được cái sự sinh diệt của nó. Theo cách này, niệm có thể được thực hành để được lợi ích là chúng ta sẽ thoát khỏi mọi ham muốn và sầu ưu, tham và ưu, sống độc lập mà không bám víu vào bất cứ điều gì, tức là sống buông xả, mình bình thản. Không phải mình chạy trốn, nhưng mình không có tham đắm vào trong đó. Cái đó quan trọng lắm. Để ý như vậy. Thành ra có nhiều người nói rằng thiền là điên, hay là theo này theo kia là phải coi chừng. Nó có thể đưa đến cái tình trạng đó, nhưng mà mình quên đi, mình không hiểu được cái tinh thần của lời Phật dạy. Là cái mục đích là mình không có sống độc lập, mình không có bám chấp vào trong đó. Khi mình bám chấp trong đó, mình tự đắc, tâm đắc về chuyện đó rồi đi khoe khoang hay chê bai người này người kia chỉ trích, tức là mình phải coi chừng, mình kẹt, mình chưa nắm được cái tinh thần của bài kinh. Nếu mình nắm được cái tinh thần bài kinh thì không có sợ hành thiền, nhẹ nhàng mà cũng không có nóng nảy, không có chủ quan. Mình phải thành thật với chính mình, không mình có tu tập được tới đâu, và mình còn phải cố gắng như thế nào, phải có sự nỗ lực thường xuyên ở trong đó. Thì mình thấy bà Ngài đưa ra cái hình ảnh này rất là hay. Trong cái phần định nghĩa có bốn yếu tố: nghiệp, tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự, tham ưu ở đời. Và bốn yếu tố đó được phản ánh trong điệp khúc lặp đi lặp lại sau mỗi cái đề mục. Tức là về nghiệp tâm là phải cố gắng mình quán được bên trong, bên ngoài, quán cả hai. Khó lắm, nhưng mà phải nỗ lực. Thứ hai, tiếp theo nữa là cái yếu tố tỉnh giác để chi? Để mình hiểu rõ được cái đối tượng, tức là mình thấy được cái bản chất sinh và diệt và cả hai. Không phải đơn giản, không phải dễ. Bởi vì cái nhiều khi cái đề mục nó thay đổi luôn luôn, hoặc là nó chạy chỗ này chạy chỗ kia, mình nắm nó lại khó. Mình phải thấy được cái sự sinh sự diệt của nó, phải hiểu đó những cái điều kiện nào đưa đến sinh, đưa đến diệt. Nói thì dễ, nhưng mà khi mà thực hành thì mình thấy khó. Rồi khi mình lập niệm cũng vậy, mình thấy mình ghi chú tâm vào đối tượng, nhiều khi nó chạy, bắt đầu cái tâm mình nó hí luận, nó kéo ra, nó suy diễn từ chỗ này qua chỗ kia qua chỗ nọ, mình quên đi. Không có đơn giản, nhưng mà mình hiểu để mình cố gắng làm. Và cuối cùng mình thấy được phải được cái mục đích là chế ngự tham và ưu ở đời, hay là sống độc lập, không bám víu vào bất cứ điều gì trên đời. Và mỗi cái đề tài như vậy thì chúng ta phải, Đức Phật đưa ra cái khung sườn để mà chúng ta dựa vào đó mà hành thiền. Bây giờ mời các anh chị qua cái hình tiếp. Hình tiếp này là cái hình riêng của Ngài Tỳ Khưu Analayo. Ngài gọi là đây là cái bánh xe lập niệm, Satipatthana Wheel. Thì đây là cái hình của Ngài. Ngài vẽ ra, có lẽ là Ngài dựa theo cái hình bánh xe 8, cái nan hoa bát chánh đạo, hay là cái hình bánh xe 12, nan hoa tức là tứ thánh đế chuyển 3 lần mà chúng ta thường quen thuộc. Thì ở đây thì Ngài đưa ra một hình ảnh của bánh xe, nhưng mà chỉ có 7 cái nan hoa thôi, 7 cái câm thôi. 7 cái câm này, câm xe này để tượng trưng cho 7 cái đề mục mà Ngài đề nghị, Ngài trình bày trong cuốn sách, và để cho thấy cái sự liên hợp. Tức là, và một cái điều đặc biệt đó là cái trục bánh xe, tức là coi như cái nền, cái chỗ mà chúng ta luôn luôn quy chiếu về là niệm thân. Tức là mọi ngày quan niệm rằng khi mình ngồi thiền sau một ngày, trong cái buổi thiền 30 phút hay 60 phút thôi thì không đủ.
mình còn phải có những sinh hoạt hàng ngày, đi đứng nằm ngồi, rồi làm chuyện này chuyện kia, tiếp xúc người này người kia nữa, thì làm sao? Nhiều khi mình phải kéo cái tâm về, thì cái chỗ mà quy chiếu về đó là ngày đó về cái thân mình. À, thì đó, cái điểm này cũng đặc biệt, tức là do kinh nghiệm cũng như cái sự suy tư của ngài Analayo, thì ngài cũng có nói như vậy, nói là đây là một cái đề nghị thôi, chúng ta gợi ý thôi, chúng ta thử, nếu mà chúng ta thấy không thích hợp thì mình có thể thử lấy một cái đề mục khác để làm cái trục bánh xe. Nhưng mà đối với ngài, ngài đề nghị là mình thử, bởi vì ngài thấy thích hợp, tức là lúc nào mình phải kéo về cái thân của mình. Cái thân mình coi như cái trung tâm, cái thân mình nó có cái cảm thọ như thế nào, tổ cấu tạo như thế nào, nó nhắc nhở thường xuyên. Là nhiều người thì thường thường nói là niệm hơi thở, lấy cái hơi thở làm cái điểm này, làm cái nơi điểm quy chiếu. Với chúng tôi khoảng mấy chục năm qua thì chúng tôi rất là tâm đắc với một quán hơi thở, xem như hơi thở lúc nào cũng kéo về. Mình có chuyện buồn, chuyện vui, chuyện nào giận hờn này nọ, thấy lộn xộn xốn sang trong lòng, tự nhiên mình kéo về hơi thở. Mà bây giờ mình nghĩ lại đúng, bởi vì hơi thở là một phần của thân thì mình cũng có thể nói đó là niệm thân. À, thành thử ra mình lấy cái đó làm cái trục, rồi mới đưa ra bảy cái đề mục. Chúng ta thấy trong đó có ba cái đề mục về thân, tức là bộ phận cơ thể tứ đại về tử vong hay là sự chết. Rồi tuần tới thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về quán cảm thọ thế nào là một cái bánh xe, một cái cầm xe nữa. Rồi quán tâm như thế nào là một cái đề mục khác. Rồi qua phần pháp thì có hai đề mục là quán truyền cái và quán bảy giác chi. Và cuối cùng ngài cũng nói giống như là cái điệp khúc hồi nãy chúng tôi vừa trình bày. Tức là cuối cùng rồi thì dầu cho cái theo một cái năng hoa hay một cái chiều hướng nào của bảy chiều hướng như vậy hay bảy cái đề mục như vậy thì cũng giống nhau, tức là phải làm sao để chúng ta sống độc lập và không bám chấp điều gì trên đời. Giống như một cái vành xe lăn ở chỗ nào nó chạm xuống mặt đất thì lúc nào nó cũng phải đầy đủ, hay là chúng ta phải hướng về cái đó, cái vành xe đó là sống độc lập, không bám chấp điều gì trên đời. À, thì ra mình thấy đó là cái ý tưởng của ngài Thích Quảng Analayo đưa ra cái hình ảnh này mà ngài gọi là ngài gọi đó là bánh xe Satipatthana, bánh xe lập niệm. Thì trong cái hình này các anh chị có thấy là chúng tôi có tô thêm cái mũi tên đỏ để chúng ta nhắc. Chúng tôi sẽ trình bày cái hình này mỗi tuần. Thì tuần đầu tiên chúng ta chỉ có một cái mũi tên thôi về cái bộ phận cơ thể. Qua tuần rồi, tức là tuần lễ thứ hai thì chúng ta quán tứ đại, cái mũi tên đỏ thứ hai. Và hôm nay thì chúng ta có cái mũi tên đỏ thứ ba là quán tử vong hay là quán sự chết. Và mỗi lần chúng ta hành thiền như vậy thì chúng ta lại ôn lại theo cái lời hướng dẫn của ngài Analayo, tức là chúng ta nhanh chóng ôn lại những cái pháp thiền mà chúng ta đã học trong những cái tuần trước. Chút xíu nữa chúng tôi sẽ cố gắng hướng dẫn theo cái tinh thần đó. Nhưng mà các anh chị thấy được hình này chứ, hình này với lại thấy được cái ba cái mũi tên màu đỏ đi từ niệm thân đi ra. Bây giờ thì chúng tôi xin mời các anh chị đi vào một cái đề tài của chính của cái ngày buổi nói chuyện hôm nay, tức là chúng ta quán sự chết hay quán thân, quán tử thi như thế nào trong cái hình ảnh, trong cái biểu đồ kế tiếp. Trong cái biểu đồ này thì Đức Phật chúng ta dựa theo cái bài kinh. Trong cái phần về quán tử thi đó, thì bởi vì lặp đi lặp lại cái phần một nhiều đoạn, thành thử trong kinh điển, bản dịch cũng như có lẽ trong bản Pali cũng vậy. Có lẽ thôi, bởi vì chúng tôi không có đọc được tiếng Pali, rất là dốt Pali, chỉ đọc được tiếng Việt với tiếng Anh thôi. Rồi chỉ dựa vào những cái bản dịch mà các ngài tu sĩ dịch giả đã soạn ra, dịch ra và ấn tống. Thì chia làm, thật sự ra nói về quán tử thi nó chia làm chín giai đoạn. Chúng ta phải nhìn thấy cái tử thi bắt đầu một cái người nằm xuống chết rồi đem bỏ ra ngoài trời, ngoài sân, ngoài nghĩa địa. Đó là cái kiểu ngày xưa, có những người họ nghèo, họ không có tiền để mà mua củi hoặc làm đám tang để mà đốt, thì họ bỏ quăng ở trong rừng. Hoặc là những người chết hoang, không ai nhận, không có thân nhân,
Thì chúng ta phải thấy được như vậy. Chính cái giai đoạn từ khi mà nằm chống chết rồi thì bắt đầu sình lên, thối lên, phình ra, rồi tan rã thành ra, rồi cái, những cái con thú rừng tới ăn, con này con kia con quạ tới mổ rỉa, rỉa xác chết. Cũng giống như chúng ta thấy có những cái xác thú vật chết ngoài, bỏ ngoài, ngoài sân, ngoài rừng. Rồi có những cái con dòi, con bọ, con kiến tới ăn. À, rồi cái từ từ ăn hết rồi cái không còn thịt nữa chứ còn có bộ xương, còn gân, còn dính chút xíu máu. Rồi từ từ, à, rồi những cái máu đã khô đi, rồi cái xương nó tan rã như thế nào, từng khúc, rồi nó chết lại thành đống. Rồi cuối cùng nó tan hết, thành ra một cái đám cát bụi. Chúng ta từng hay nói cát bụi trở về, cát bụi là chỗ này. Rồi có chín cái giai đoạn mà trong kinh có đưa ra. Và chúng ta nhớ mỗi giai đoạn này là một đề mục. À, ra chúng ta không có đi hết chín cái giai đoạn. Chúng ta lấy một cái giai đoạn nào đó làm một đề mục cũng được. Chứ không phải là lấy và đi như hết. À, mà chúng ta phải quán theo cái tinh thần là phải có cái thấy rõ sự sinh diệt. Rồi mình thấy bên trong bên ngoài, tức là mình người sao thì người ta ăn vậy, mà người ta ăn sao thì mình cũng vậy thôi. Rồi mình thấy rõ, rồi mình phải hiểu được như thế nào bản chất của nó, để rồi mình không có bám chấp vào đó. Dĩ nhiên là mình không có ham muốn, nhưng mà trong trường hợp này là mình không có ghê sợ, mình nhìn một cách bình thản, một cách khách quan. Ra có chín cái giai đoạn như vậy, mà thành ra chín đề mục. Thứ nhất là tử thi bị quăng bỏ trong nghĩa địa, một ngày, hai ngày, ba ngày đã chết, trương phồng lên, xanh đen lại và rửa nát. Đức Phật mô tả, trong kinh mô tả rất là rõ ràng. Rồi qua cái giai đoạn thứ hai, cái đề mục thứ hai là tử thi bị các loài quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các loài chim cên ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài dòi bỏ ăn. À, cái giai đoạn thứ hai. Qua giai đoạn thứ ba, sau khi hết thịt rồi thì chỉ còn bộ xương, còn dính thịt, chút xíu thịt và máu, được các đường gân còn cột lại. Nhưng mà cũng vẫn còn thấy nó là một cái bộ xương, nhưng mà không còn thấy thịt nữa. Không còn thấy nó là một cái bộ xương. Rồi qua giai đoạn thứ tư là bộ xương không còn dính thịt, nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột lại. Giai đoạn thứ năm, hay là cái đề mục thứ năm, tức là bộ xương không còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột lại. Nó rất là chi tiết. Giai đoạn thứ sáu chỉ còn có các bộ khúc xương không dính lại với nhau, rải rác ở chỗ này, chỗ kia. Bắt đầu gần mất rồi, rời. Rồi qua thứ bảy, giai đoạn thứ bảy là chỉ còn các khúc xương, xương trắng có màu vỏ ốc. Giai đoạn thứ tám là chỉ còn xương chất đóng đã hơn một năm. Rồi cuối cùng giai đoạn thứ 9 là chỉ còn xương đã mục nát thành bột. Thấy, đi từng chi tiết và mỗi một cái giai đoạn này mình có thể dừng lại, mình quán thật sâu về một giai đoạn nào đó thôi. Để cái hình này rất hay, chúng tôi thấy như vậy, chúng tôi có đem ra để thành cái biểu đồ, lấy từ trong cuốn sách của Ngài Anh là vô. Đó là về cái phần trong kinh. Thì bây giờ chúng tôi mới lọc lại thế này, đọc lại với chúng ta trước khi chúng ta thử thực hành, chúng ta ôn lại cái lời Phật dạy như trong kinh. Chúng ta lược trích như thế này. Đức Phật nói, này các tỳ khưu sống quán thân như thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tham ưu ở đời. Thế nào là tỳ khưu sống quán thân như thân? À, chúng ta sau khi mà Đức Phật định nghĩa về chánh niệm, chúng ta quán về thân, phải có bốn yếu tố: nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tham tham ở đời. Sau đó Ngài mới nói từng đề mục. Rồi bây giờ về cái đề mục tử thi sình thối, thì cái đề mục đầu tiên Đức Phật dạy như thế này. Này các tỳ khưu, như thể khi thấy một tử thi bị quăng bỏ trong nghĩa địa, một ngày, hai ngày, ba ngày đã chết, trương phồng lên, xanh đen lại, rửa nát. Tỳ khưu so sánh thân mình với thân ấy như sao? Thân này cũng như thế, bản chất cũng như thế, là điều tất yếu không ngoại lệ. Cái chỗ này quan trọng là các anh chị có theo dõi được, tức là chị Trần Quỳnh mới phải đưa cái link đó,
Vào trong đó thì chúng tôi có đưa ra cái tóm tắt cái bản kinh mà chỉ chú trọng vào trong cái phần đối chuyện của ngày hôm nay thôi. Chúng ta sửa lại, sắp xếp lại cho dễ theo dõi. Các anh chị vào được, đọc được cái bản chỗ này, anh Dũng có đọc được cái chỗ này. Chúng tôi có tô đậm. Tức là trong cái phần này đó, chúng ta đang ngồi ở đây thì trong phòng thì làm sao chúng ta thấy được. Ra đây là không phải là một cái dữ kiện, một cái sự đề mục mà chúng ta thấy được trước liền trước mắt, như là cái hơi thở mình, hay là cái da, hay là cái thịt, hay là cái xương. Chúng ta dùng cái, chúng ta nghĩ ra, tưởng ra cái hình ảnh. Rồi Đức Phật mới dùng cái chữ như thể, như thấy, như thể khi thấy một tử thi. Rồi ra mình phải cố gắng, có thể là mình lên trên mạng mình xem hình ảnh, hoặc là đôi khi họ có phổ biến những cái video, mình thấy, mình có phim, mình thấy một cái người chết như thế nào, bị quăng bỏ trong rừng như thế nào. Còn nếu mà người nào mà có cái may mắn hơn, chúng ta xin dùng cái chữ may mắn trong dấu ngoặc ở đây, tức là thấy được thật sự tận mắt, hạn như là ở trong rừng, mình đi trong rừng, hay có ai đó báo cáo có người chết, cái thầy bỏ ngoài, không có thừa nhận, mình tới mình xem. Hoặc là những cái vị nào làm việc ở trong bệnh viện này kia, mình thấy. Hoặc là bản thân chúng tôi thật sự mà nói ở đây, có nói một hai lần, khi mà được mời đi dự đám tang, thường thường chúng tôi thích đi sớm, đi cái lúc mà người ta liệm, chưa có đóng nắp quan tài lại, hoặc là khi cái người chết vẫn còn đặt ở trên giường, ở trong nhà, trước khi mà cái dịch vụ tống táng đem lên bỏ, và hoặc là các sư tới tụng, hoặc là các, chúng tôi tới thứ nhất là chia buồn với lại tang quyến, tang gia, nhưng mà đồng thời cũng để mình học. Đấy, đây là cái ít có nói ra, nhưng mà chúng tôi tới lúc đầu cũng hơi sợ sợ, nhưng mà riết là cũng quen, mình coi như là một cái dịp tốt. Nói ra chữ tốt ở đây thì nó hơi nó có lẽ hơi phản cảm, nhưng mà thật sự là cho cái tinh thần học hỏi của mình. Nhưng mình không có nói ra, mình chỉ làm thinh thôi. Mình tới, mình nhìn thật sự, thật lâu, thật sâu, nhìn vào cái vào người chết, người mới vừa qua đời nằm. Rồi nếu mà họ cho phép, là người quen, chúng ta đừng hay sờ cái chân hoặc sờ cái tay. Những người mà thân lắm thì chúng tôi có thể sờ mặt một chút, nhưng mà thường thường là chúng tôi chỉ sờ chân, sờ tay để mình hiểu được. Có cái cảm giác lạ lắm, không để ý, thấy lạnh. Mà mình thấy đôi khi cái tâm mình cảm thấy nó sợ sợ, ghê ghê. Nhưng mà mình làm chủ được, mình thấy, mình xem phản ứng của tâm mình. Mình sợ như vậy, rồi mình nghĩ, một ngày nào đó mình cũng như vậy thôi. Một thực tế rõ ràng trước mắt. Đây là chúng tôi chia sẻ, có thể có nhiều người không làm được, còn cái tưởng còn mạnh, còn ghê, không dám làm. Nhưng mà nếu cái người nào làm được thì nên làm. Chúng tôi đó một cách, chứ mình không có làm việc ở trong bệnh viện, hoặc là mình sống trong thành phố lớn, là mình không có thấy được một cái tử thi chết rồi sình thối như thế nào. Mình chỉ nhìn qua video hoặc là qua hình ảnh thôi. Thì chỉ có một cách cái đó. Và ngay cả trong gia đình chúng tôi ở bên này, cũng như khi hồi xưa ở Việt Nam, mà ngay cả khi còn học ở Thái Lan, cũng có người thân qua đời. Có người thì ngày chết tại nhà, ông bà dì, rồi sau này thì có ông thân bà thân, ông thân của bà xã cũng chết tại nhà ở bên Perth, thì mình tới. Đôi khi mình gọi điện thoại thu xếp này kia cho việc tống táng, thì đồng thời mình cũng nhìn, có thể mình sờ, mình nắm, mình nhìn, suy tư. Nói là một ngày nào đó mình cũng như vậy, cái chết là như vậy. Để mình không có sợ, mình đối diện với thực tế. Rồi ngoài cái buồn, dĩ nhiên thấy buồn, nhưng mà mình phải kiểm soát cái buồn, cái tâm của mình, bình tĩnh lại, để mình nhìn cái thực tế như thế nào. Đó, thì giờ trở lại đây, tức là như thể khi thấy cái điều đó, Đức Phật lặp đi lặp lại cho chín giai đoạn. Rồi một cái điểm thứ hai nữa là sau khi mình thấy như vậy rồi thì mình so sánh thân mình với thân ấy. Mình thấy rồi, không có gì khác biệt. Nếu mà mình rủi ro mà chết, bất đắc kỳ tử, mà có đi đâu trong rừng một mình, không ai tới cứu, không ai biết, thì rồi cũng như vậy thôi. Cũng sình lên thôi.
chứ không có gì khác hết trơn. Dầu cho một hoa hậu hay là một ông lớn làm chức này chức kia, một đại gia cái gì đó cũng như nhau hết thôi, không có khác. Khi nằm xuống rồi thì giống thịt, không có phân biệt chức vụ hay là tiền bạc hay là cái sắc đẹp gì hết, hoặc là mạnh khỏe hay là người già yếu, cũng như vậy. Cái thân nó như vậy, so sánh thân mình với thân ấy rồi nghĩ là thân này cũng như thế, bản chất cũng như thế, là điều tất yếu không ngoại lệ. Mình thấy ra phải nhớ, khi mình nhìn rồi mình sợ, mình ghê, mình buồn, mình giận hay là cái gì đó là coi chừng sai. Nhìn một cách bình thản để mà hiểu rõ thân mình cũng như thân đó thôi, cái đối tượng. Mà ở đây là mình nghĩ tới, mình đem cái đề mục ra, mình suy nghĩ, mình suy tư, chứ không có thấy tận mắt. Rồi Đức Phật nói rằng bằng cách ấy, vì ấy sống quán thân như thân bên trong, bên ngoài, bên trong và bên ngoài. Hay vì ấy quán tính sinh khởi, diệt tận trong thân, sinh và diệt ở trong thân. Thân mình tại sao nó sinh ra, nó già đi, rồi nó chết. Thấy rõ như vậy. Và niệm khay niệm có thân đây được thiết lập nơi vị ấy với mức độ cần thiết để hiểu biết và ghi nhớ đầy đủ. Mình ghi nhớ đầy đủ, mình hiểu, nhưng mà không có cảm xúc. Nếu có chút thôi kéo về với hiện tại, với thực tại nó là như thế. Và đó là mình phải tập. Nhiều người thấy ghê lắm, ghê cái ghê, cái sợ nó làm cho lấn át rồi mình không thấy được. Hoặc là người thương của mình tự nhiên buồn khổ, mình buồn tại sao chết đi rồi, tội nghiệp quá này kia. Những cái cảm xúc đó là dĩ nhiên ai cũng có, nhưng mình phải kiểm soát. Bởi vì chết rồi, không có níu kéo gì được hết. Bây giờ là chỉ là cái xác chết thôi. Như vậy như thế nào? Mình thấy như vậy để mình suy tưởng là một ngày nào đó mình cũng như vậy thôi, không có tránh được. Rồi không có chạy theo cái ảo tưởng là phải trường sinh bất tử, là uống thuốc này thuốc kia, hay là chạy theo một vị đạo sư này đạo sư kia để mà được sống lâu cũng có. Dầu cho sống lâu 100 năm rồi cũng chết thôi. Trước sau gì cũng đi thôi. Ra mình nhìn thấy cho nó rõ. Và mình thấy như vậy rồi thì mình mới sống được độc lập, mình không còn dính mắc vào trong đó, thấy cho rõ. Thì đó là nói về cái sự tử thi sinh thối. Và cũng tương tự như vậy, từng đề mục một, từ khi bị quả ăn, diệu hâu ăn, rồi từ từ cái xương nó rã như thế nào, từng giai đoạn một thì Đức Phật cũng lặp đi lặp lại trong cái tinh thần đó. Tức là mình phải như thấy như vậy, và so sánh cái thân mình rồi nó cũng giống như vậy thôi, không có ngoại lệ. Và mình cứ quán bên trong bên ngoài, phải thấy được tánh sinh khởi của nó, và thấy mình ghi nhận một cách đơn thuần, bình thản, và từ đó mình sống độc lập, không dính mắc vào trong cái thân. Thì cuối cùng cái mục đích của chính cái đề mục này, hay là chính giai đoạn về tử thi sinh thối để làm gì? Để chúng ta không có dính mắc vào cái thân. Không, dĩ nhiên chúng ta phải có thân để mà sống, để tu tập trong suốt cái quãng đời còn lại của mình, nhưng mà mình không bị ám ảnh vào nó, không có chạy theo nó, phải trang sức trang điểm, rồi bồi bổ bồi dưỡng, rồi che giấu bằng những cái loại y phục này kia, rồi thêm vào trang sức này, vàng vòng đeo trên tay, đồng hồ này nọ, rồi mình cho nó là tôi, là ta trong đó, rồi tự nhiên mình hãnh diện hay là mình có mặc cảm. Những cái đó là những cái mình phải để ý. Tức là cái mục đích của cái sự quán thân này là để mình thấy được cái bản chất cái thân nó là như vậy, không có ghê tởm, khê sợ, mà cũng không có chạy tham lam luyến ái trong đó. Rồi từ cái thân mình, rồi mình nhìn cái thân người khác, và từ thân người khác mình nhìn lại thân mình. Họ cũng vậy thôi, không có cái gì mà phải chạy theo cái thân đó. Không có mình đặt ra một cái tiêu chí tiêu chuẩn là phải như thế này thì mới đẹp, phải như thế kia thì mới hấp dẫn, phải như thế nọ thì mới là đáng uy nghi tôn nghiêm. Tất cả những cái đó là những cái tưởng, những cái quy ước của văn hóa đời sống thôi, nó thay đổi theo từng thời kỳ. Cái đẹp hay là cái đánh giá về cái thân nó thay đổi. Cái thân phải ngày xưa thì nó phải đầy đủ u nần, rồi nó phải một dạo thì nó phải ốm o, một dạo nó phải cân đối, phải nảy nở chỗ này chỗ kia, rồi đi sửa sắc đẹp thêm chỗ này thêm chỗ nọ. Tất cả những cái đó đều là những cái ảo tưởng mà do con người đặt ra, những quy ước văn hóa xã hội thôi.
mình nhìn rõ cho rõ, thì đó là cái mục đích của quán thân. Chúng ta nhớ như vậy. Rồi bây giờ thêm vào đó thì ngài Tỳ Khưu Anarayo có đưa ra thêm một cái quan niệm nữa, lấy từ những cái bài kinh khác, tức là nói về cái hơi thở. Bởi vì khi mà nói về quá sự chết, đôi khi có những người, nhất là người Tây Phương, họ sợ, họ không dám nghĩ tới. Người Việt Nam của mình, nhất là những cái vị mà cỡ tuổi chúng tôi hay là lớn hơn chút, sống qua cái thời đại chiến tranh, thấy nhiều cái cảnh chết chóc rồi thì tương đối không có sợ. Nhưng mà có thể ngay cả những người trẻ ở Việt Nam hay là gốc Việt ở nước ngoài mà sống trong cái thời bình thì cũng có cái tư duy cũng giống như người Tây Phương rồi, không dám nói chuyện chết. Nhưng mà mình thấy xảy ra hàng ngày, nhưng mà để ý mình thấy thì khi mình đi làm, ngay cả ở Thái Lan, Bangkok hay là ở Sài Gòn, chúng tôi thấy ngày mấy năm trước đi về Việt Nam thì đi trên đường ra tỉnh, lái xe đi ra tỉnh thì thấy đụng xe chết ngoài đường, hoặc là có thấy cả những cái chuyện xe, những người lái xe Honda bị xe tải cán chết ở ngay trong Sài Gòn. Đó, cái chết mình thấy thường xuyên, tương đối ít sợ hơn, nhưng mà cũng còn có nhiều người còn sợ. Thành thử ra đôi khi mình, nếu mà mình sợ quá thì ngài cũng khuyên, ngay cả thiền sư cũng khuyên là đừng, nếu mà mình chưa có kiểm soát được cái tâm mình thì đừng có đụng tới. Mình có thể mình thay đổi chút, tức là mình quán về sự chết, quán lấy cái hơi thở làm đề mục. Nên ngài mới Analayo mới nói rằng có những cái bài kinh khác Đức Phật có nói cái hơi thở của mình quan trọng. Và ngài có hỏi cái mạng sống của mình nó kéo dài bao lâu. Khi có một bữa ăn, ăn vào ăn ra, thở rồi nuốt xuống là mình chết, để mình nhắc nhở cho mình. Rồi có một cái bài kinh ngài nói là cái hơi thở mình thật, cái mạng sống mình thật sự chỉ bằng một hơi thở thôi. Mình thở vào mà không thở ra là chết, mình thở ra mà không thở vào là chết. Rồi ra mình không biết, có thể mình đang ngồi nghe ở đây, chúng tôi thường hay nói là mình xong cái buổi này rồi đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa đi ra ngoài đường là xe đông chết. Nhiều khi cái số của mình nó như vậy, chết bất đắc kỳ tử. Hoặc là mình bệnh một đêm thì đi luôn, hôm đêm sáng hôm sau không có mở mắt nữa. Cái chuyện đó xảy ra nhiều, nhưng mình để ý thôi. Xảy ra nhiều. Hoặc là mình đi chợ hay đi đâu đó rồi người ta gây gỗ với nhau, người ta lấy súng ra bắn, hoặc là lấy dao đâm chém, rồi nhiều khi lạc tới mình, đụng tới mình chết. Nó thành thử ra mình thấy, hoặc là trợt chân té đập đầu xuống đất chết. Mình đâu có biết được. Nhiều khi mình tưởng là mình sống lâu, chứ thật sự ra cái chết nó xảy ra bất ngờ đó. Thật ra mình phải sửa soạn. Đức Phật có nói trong một hơi thở, thở vào mà không thở ra là chết, mà thở ra không thở vào là chết. Mạng sống của mình đơn giản như vậy. Ra mình phải quán, phải tập, phải sửa soạn để mình làm quen. Thì thử ra ngài đưa thêm một cái đề mục, đó là mình dùng cái hơi thở mà niệm chết. Thì chút xíu nữa chúng tôi sẽ hướng dẫn. Thì đó là cái tóm tắt của bài kinh. Bây giờ thì chúng tôi mời các anh chị qua cái hình chót. Hình chót này rất là hay. Chúng tôi thì dựa theo cái đoạn trình bày của ngài Tỳ Khưu Anarayo thì chúng tôi tạm dịch ra đây để mà chúng ta thấy được cái ý của ngài như thế nào. Các anh chị vào được chưa? Hello, còn ai trước máy không? Dạ, cảm ơn anh Dũng. Với mỗi hơi thở, ta nhận thức rằng đây có thể là hơi thở cuối cùng. Ta có thể chết ngay lúc này. Ta không biết chắc chắn có còn tiếp tục thở hay không, ngoài thời khắc còn sống trong hiện tại. Ta chưa biết rồi. Mình đang biết là mình đang thở vào, nhưng mà không biết là có còn thở ra được hay không. Hoặc là thở vào, thở ra xong rồi không biết có tiếp tục được hay không. Mình không biết nữa. Khi thấy rõ sự kiện bắp bên này, ta không còn xem thường mỗi một hơi thở mình đang thể nghiệm, thành ra mình quý trọng từng hơi thở một khi mình thở vào, tức là mình còn sống. Ý thức được rằng hơi thở kế tiếp có thể là hơi thở cuối cùng, có thể được tăng cường bằng một ý tưởng khác. Nếu như hơi thở này không phải là hơi thở cuối cùng, thì chắc chắn đó là hoàn tất thêm một hơi thở bước tới cửa tử.
Tức là mình coi như mình có một cái số vốn, số vốn ở đây là cái quỹ hơi thở, mình có một số hơi thở đã thoát. Thí dụ như là 1.000 hơi thở là mình chết. Bây giờ mình thở xong một hơi rồi đó, thì mình chỉ còn 999 hơi thở nữa thôi. Tức là mình bước đi thêm một bước, cũng như mình đi một cái con đường 100 bước là tới cửa tử, thì mình thở một hơi tức là mình đã bước xong một bước. Mình là càng ngày mình càng tiến gần tới cái cửa chết. Mỗi người chết có cái tuổi thọ khác nhau, nhưng phải nó là một cái số nhất định. Cũng như mình có cái quỹ, mình có bao nhiêu tiền đó thôi, mình cứ xài không có thêm vào được nữa. Mỗi ngày mình xài 5 đồng, 10 đồng như vậy là càng ngày nó càng cạn kiệt lần lần. Thì đó là cái ý tưởng của Ngài Thì Khưu Analayo rất là hay. Ta không biết sẽ chết lúc nào, nhưng biết chắc chắn là sẽ chết. Với một hơi, mỗi một hơi thở, chắc chắn là ta tiến gần hơn đến lúc ta chết. Hơi thở vừa xong là bớt đi một hơi thở, cho đến khi ta không còn có hơi thở nào nữa. Đó là cái ý của Ngài nói như vậy, rất là hay. Chúng ta không có nghĩ tới chuyện này. Chúng tôi chỉ làm quen biết, mình biết mình niệm hơi thở, Đức Phật có nói là chỉ một hơi thở thôi, cái mạng sống của mình. Nhưng mà không có nghĩ tới cái điều này. Tức là nếu mà mình vẫn còn sống, sau một hơi thở rồi mình vẫn còn sống, thì mình mừng lắm. Nhưng mà thật sự mình quên cái điều này. Mình quên là mình đã xài hết một hơi thở rồi, chỉ còn phải là bớt đi rồi. Tức là càng ngày càng tiếc lần lần tới cửa tử mà mình không hay. Khi nhắc nhở như vậy thì mình thấy mình quý trọng từng giây phút là mình còn sống, mình sử dụng làm sao cho nó có lợi ích cho cái cuộc đời của mình, có ý nghĩa, rất rất là quan trọng. Thì đó là coi như cái phần chúng tôi trình bày tóm tắt về những gì mà Ngài Tỳ Khưu Analayo có nói trong chương 5 của cuốn sách. Bây giờ thì như thường lệ thì chúng tôi xin mạn phép được hướng dẫn khoảng 20 phút cái phần thực hành như thế nào. Rồi các anh chị có thể thực tập mỗi ngày 2 lần, sáng và chiều, trong một tuần lễ 7 ngày như vậy cho tới tuần sau. Mình thử thực tập thôi. Mình tập bởi vì nó để làm quen với một, có thể tạm gọi là một cái kỹ thuật mới, một cái phương cách mới. Rồi sau đó mình không thấy không thích hợp thì thôi, rồi ít ra mình biết. Mình biết xong rồi về sau mình có thể sử dụng khi mà mình cần, hoặc là mình có thể thay đổi, uyển chuyển, biến chế cho nó thích hợp với cái hoàn cảnh của mình. À, coi như mình học theo một cách, mình biết theo một cách, nhưng mà biết qua cái thực hành chứ không phải là quyết biết qua lý thuyết. Đó là cái ý mà chúng của Ngài Analayo, cũng như là cái ý tưởng, cái ý định của chúng tôi xin trình bày như vậy. Bây giờ thì mời các anh chị ngồi, ngồi thoải mái, ngồi thế nào cũng được, không bắt buộc phải ngồi xuống đất, nhưng mà nếu mà thích thì ngồi xuống đất, ngồi dưới đất. Có thể ngồi biết bán già hoặc là kiết già, có thể dùng gối để mình kê dưới mông cho nó vững vàng. Điều cần là mình ngồi thoải mái, ngồi vững vàng. Còn nếu không thì mình ngồi trên ghế. Chúng tôi cũng mấy 2 tuần nãy lễ khoa, thì sau khi mà nhập viện vào bệnh viện có một cái tiểu giải phẫu rồi về nhà thì cái vết thương nó vẫn còn đau, thành thử ra cả 2 tuần qua là không có ngồi dưới đất được, mà ngồi trên ghế. Mình ngồi trên ghế vẫn có thể thực mình hành thiền được, ngồi nhẹ nhàng vững vàng, để cho lưng cho thẳng, đầu cổ cân bằng trên 2 vai. Mình thõng 2 bàn tay xuống, để trước trước mặt trên đùi. Mình nhẹ nhàng khép mắt lại. Mình tự nói, tự nhủ trong lòng. Bây giờ tôi sẽ hành thiền trong 20 phút. Tạm thời gác bỏ mọi chuyện khác. Trong 20 phút không giải quyết được gì, tạm thời để qua một bên. Trở về với thân và tâm này trong 20 phút. Cố gắng sống từng giây khắc trong hiện tại. Rồi các em hít vào thở ra 3 hơi thật sâu. Hít vào thở
ra, hít vào, thở ra. Sau đó nhẹ nhàng trở về hơi thở bình thường. Bây giờ chúng ta ôn lại một cách nhanh chóng hai bài tập trước, là quán về các bộ phận cơ thể, quán da, quán thịt, quán xương, rồi quán về tứ đại, đất, nước, lửa, gió. Bây giờ đem tâm lên đầu, xem đầu được bao trùm toàn thể cái đầu bằng một lớp da, có tóc, có lông, da. Đưa tâm xuống cổ, để ý một vùng da bao xung quanh cổ. Da. Đưa tâm xuống vai, hai cánh tay, hai bàn tay, một lớp da bao bọc bên ngoài, chỉ là da thôi. Đưa tâm xuống thân, trên ngực, sau lưng, một vùng da bao bọc xung quanh. Chú tâm xuống hai mông, hai đùi, đầu gối, bắp chân, bàn chân, chỉ là da. Nhìn toàn thể thân mình đang ngồi ở đây, chỉ là một túi da bao bọc, không có gì hết. Không tham đắm vào đó, nhìn một cách bình thản. Toàn thân mình chỉ là da. Giờ đi ngược lên, từ bàn chân, nhìn vào bên trong, chỉ là thịt và mỡ thôi. Đi lên hai chân, qua đầu gối, lên tới đỉnh háng, bên mông chỉ có thịt và mỡ. Thịt. Đi ngược lên từ bụng lên tới ngực, ra sau lưng, chỉ có thịt và mỡ, vậy thôi. Trở xuống hai bàn tay, từ ngón tay, lòng bàn tay, cườm tay, dọc theo cánh tay lên tới hai vai, chỉ có thịt và mỡ. Chú tâm ở cổ, lên trên đầu, phía dưới bên da là thịt, là mỡ, vậy thôi. Thịt. Nhìn lại toàn thân, cả thân này đang ngồi đây, chỉ là một gói thịt và mỡ, không còn là gì khác. Không có gì đặc biệt hấp dẫn, không có gì khác biệt giữa mình với người. Tất cả đều như nhau, chỉ là một khối thịt và khối mỡ. Không
không có gì phải tham đắm vào đó. Nhìn một cách bình thản. Giờ bắt đầu từ ở trên đầu, nhìn vào xương. Nguyên cái đầu mình chỉ là một khối xương, 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 xương. Xuống cổ cũng là một khối xương. Xuống hai vai, hai cánh tay, hai bàn tay, chỉ là một khối xương đan kết với nhau qua những sợi gân. Xương, xương, xương. Đưa tâm xuống phần ngực, ra phía sau lưng xương sống, chạy xuống tới háng, chỉ là xương, xương, xương. Từ hai bên hông, đưa xuống hai chân, hai đầu gối, hai bàn chân, chỉ là xương, xương, xương. Quét toàn thể thân mình. Đây là bộ xương đang ngồi, không có gì khác, không có gì đặc biệt, không có gì hấp dẫn, chỉ là bộ xương đang ngồi. Trở lên đầu, nhìn cái đầu, những chất cứng ở trong đầu, những chất xương, răng, gọi là đất, những phần chất cứng, điểm đất, đất, đất. Xuống cổ cũng vậy, có chất cứng ở trong cổ. Đất, đất, đất. Đưa tâm xuống hai vai, chạy dọc theo hai cánh tay, xuống tới bàn tay, ngón tay. Niệm chất cứng ở trong đó. Đất, đất, đất. Đưa tâm vào ngực, vào sau lưng, xuống tới bụng, xuống tới háng, có những chất cứng ở trong đó. Đất, đất, đất. Từ hai bên hông, đưa tâm xuống hai chân, qua đầu gối, xuống tới bàn chân, ngón chân, có những chất cứng ở trong đó. Đất, đất. Toàn thể thân mình có chất đất ở trong đó, chất cứng. Cũng giống như cái ghế đang ngồi hay bạn, cái sàn nhà cũng có chất cứng. Chất cứng đều như nhau, đất đều như nhau. Không có gì khác. Không có tôi, có ta, của tôi, của ta trong đó. Hòa đồng với nhau, đều là chất đất. Bây giờ mình để ý tới nhiệt độ nóng lạnh. Mình gọi là chất lửa. Đi từ bàn chân đi lên. Hai qua hai đầu gối. Hai chân lên tinh hông. Hai bên hông. Có nóng, có lạnh. Mình gọi lửa, lửa, lửa. Đi ngược trở lên,
từ hông lên bụng lên ngực, cảm thấy có nhiệt độ khác biệt, có chất nóng chất lạnh, mình gọi lửa, lửa, lửa. Nhất là trong vùng bụng, mình thấy có cái gì sôi ở trong đó, có cảm giác nhiệt độ thay đổi trong đó. Nó chỉ là lửa, lửa, lửa. Chú tâm hai bàn tay, cảm thấy nhẹ, mát, nóng, ấm. Đi ngược lên cánh tay, lên tới hai vai. Lửa, lửa, lửa. Đưa tâm lên cổ, chạy lên đầu. Mình thấy có nhiệt độ trong đó, khi nóng, khi lạnh, khác nhau từng vùng. Điểm lửa, lửa, lửa. Để ý tới làn gió thổi nhẹ vào thân, tia nắng chiếu nhẹ vào người, cũng có chất nhiệt ở trong đó. Khi mát, khi ấm, khi nóng. Lửa, lửa, lửa. Lửa bên trong, lửa bên ngoài giống nhau, không có gì khác biệt. Không có tôi, không có ta, không có của tôi, của ta trong đó. Bây giờ để ý đến chất lỏng đang lưu chuyển ở trong thân, từ trên đầu, nước mắt, nước bọt, nước miếng, cảm thấy ướt ướt, nó đang lưu chuyển, dòng máu lưu chuyển qua cổ xuống hai vai, xuống hai cánh tay, xuống bàn tay, ngón tay. Có chất lỏng đang lưu chuyển, niệm nước, nước, nước. Rồi trở về vùng ngực, phía sau lưng, xuống tới bụng, xuống tới hông, hai bên háng. Thấy có phần máu lưu chuyển, có dòng thức ăn trong lâm, trong bao tử, trong dạ dày, trong ruột, chất ướt, chất mềm. Niệm nước, nước, nước. Từ hai bên hông di chuyển xuống hai chân, hai đầu gối, bàn chân, ngón chân, cũng có dòng máu đang lưu chuyển trong đó. Nước, nước, nước. Toàn thể thân này đang ngồi đây có chất nước ở trong đó. Không khí xung quanh cũng có nước, không có gì khác biệt. Nước bên trong, nước bên ngoài như nhau, đều là chất nước. Không có cái tôi, cái ta, cái của tôi, của ta trong đó. Hòa đồng với nhau, như nhau. Từ bàn chân đi lên, chúng ta để ý bên trong có những bọt khí trong đó, sự rung động nhẹ nhàng từ ngón chân lên đầu gối, lên bên háng, hai bên đùi, sự rung động nhẹ nhàng. Gió, gió, gió. Từ bụng đi lên trên ngực,
lên tới vai, dọc theo xương sống, có sự rung động trong buồng phổi, có không khí trong phổi, gió, gió, gió. Từ các ngón tay dọc theo cánh tay hai bên, lên hai bên vai, cảm nhận sự rung động nhẹ nhẹ bên đó. Gió, gió, gió. Đi từ cổ lên trên vùng đầu, thấy có sự rung động nhẹ nhàng. Vi tế, gió, gió, gió. Để ý ở vùng mũi, hai lỗ mũi, hơi thở đi vào mát, đi ra ấm, đi vào đi ra hơi thở. Rồi ngực di chuyển nhẹ nhàng, phồng xẹp, phồng xẹp. Cả toàn thân rung chuyển theo hơi thở, mình thấy tác động của gió, gió, gió. Lấy gió từ bên ngoài hít vào, rồi trả lại gió ra bên ngoài, thở ra. Gió vào, gió ra. Cơ thể là vậy, không có gì khác biệt. Không có tôi, có ta, của tôi, của ta trong đó. Rồi một ngày nào nữa đây, mình chỉ còn bộ xương thôi. Chỉ còn cái bộ xương này đang ngồi ở đây. Khi chết rồi chỉ có bộ xương. Bắt đầu có da, có mỡ, rồi rốt cuộc có bộ xương. Ai cũng như nhau. Người ta sao mình cũng như thế. Không có gì khác biệt. Không có gì để tham đắm, dính mắc vào đó. Không có gì dính mắc vào bộ xương này, cũng như cho bộ xương chung quanh. Tất cả đều giống như nhau. Chỉ là bộ xương sau khi chết. Trở về với hơi thở, đặt hơi thở nơi vùng mũi, ghi nhận thở vào, thở ra, thở vào, thở ra, thở vào, thở ra. Có thể rằng đây là hơi thở cuối cùng, thành thử phải buông xả. Không có gì nắm bắt trên đời được. Khi hít vào thì niệm chết, chết, chết. Khi thở ra mình niệm buông, buông, buông. Chết, chết, chết. Buông, buông. Hít vào niệm chết, hít ra niệm buông. Để mình thấy được cái hơi, cái mạng sống của mình rất là ngắn. Thở vào xong là có thể chết. Cho nên mình phải buông bỏ, thở ra nhẹ nhàng buông bỏ. Hít vào biết sẽ chết, thở ra là buông bỏ. Bình tĩnh.
Nếu thấy sợ thì đừng có nghĩ tới chuyện chết, chỉ thở ra thư giãn buông xả, buông xả, buông xả, tập cho nó quen. Nếu mình niệm được chết thì càng tốt, còn không thì chỉ buông xả, buông xả. Khi nào thấy buồn ngủ, tâm phóng đi thì mình niệm chết, 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 để khơi dậy cái sự bức cấp bách của mình, thì mình không chạy theo những thứ khác. Nhưng mà nếu thấy sợ thì đừng nghĩ thế, chỉ nghĩ thế buông xả, buông xả. Khi thấy buồn ngủ, buồn chán thì niệm chết, chết, chết. Là phải khéo léo tùy theo cái tâm của mình. Khi tâm định rồi thì mình niệm cả hai, hít vào thì niệm chết, thở ra buông, chết, buồn, chết, buồn. Như vậy mình có cái sự quân bình hơn. Nhưng mà tùy trường hợp, đừng có gắng gượng, đừng có gò bó, nhẹ nhàng, thông thả. Thôi đến đây là cũng xin tạm chấm dứt cái buổi thực tập ngày hôm nay. Bây giờ thì trở về sinh hoạt bình thường, ghi nhận khi mình xoa bóp thân người, mình ghi nhận từng cảm giác, thì chúng tôi cũng xin chấm dứt. Trước khi chấm dứt buổi nói chuyện như thường lệ, thì xin tất cả lắng tâm thanh tịnh để cùng chúng tôi đọc phần hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thân lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi thành kính tri ân quý chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị đã quan lâm đạo tràng để chứng minh buổi nói chuyện ngày hôm nay, và quý anh chị đạo hữu đã lắng tâm trong sạch để theo dõi suốt 90 phút vừa qua. Trong tiến trình trình bày bài nói chuyện, nếu có chi sơ xuất, xin tất cả quan hỷ thông cảm cho. Một lần nữa, chúng tôi xin thành kính chúc tất cả các quý vị được nhiều an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.